Quý thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và chào bạn tôi, ông Đoàn Trọng. Xin chào quý giả Đoàn Trọng, thưa anh. Vâng, ừ, xin được chào thưa ái đến quý khán giả của truyền hình Việt Nam, cũng giống như anh Xuân Nam. Hôm nay thì tôi nhìn chân tướng, hôm nay anh cho tôi làm ông thầy bói chút xíu, thì tôi thấy hôm nay chân tướng của anh có vẻ có được hơn, mặt mày da thịt đồ tròn hơn. Thì chắc là sức khỏe có phần khá hơn không, thưa anh Xuân Nam? Dạ, yeah, nó hy vọng như vậy á, dạ. Dạ, hy vọng, và đó là được rồi. Thì bây giờ, nghĩa là tất cả mọi người phải đối chọi lại với cái cuộc sống, những cái thử thách trong cuộc sống. Nhưng cái niềm tin của mình là một trong những cái cứu cánh mà để có thể nói chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Hôm nay trong chương trình buổi ăn trưa của quý vị cùng với truyền hình Việt Nam của chúng tôi, thì chắc lẽ chúng tôi phần đề cập đến một cái vấn đề mà tối nay có thể nói là hẳn triệu người Mỹ sẽ nhìn vào vô tuyến truyền hình để xem một cái bài diễn văn liệu đây có phải là cái bài diễn văn cuối cùng của ông Joe Biden đọc trước lư Việt của Hội Hoa Kỳ với tư cách là một người lãnh đạo Hoa Kỳ không? từ anh Sơn Thì thường thường một vị tổng thống mỗi năm nó có bài báo cáo tình hình của liên bang yeah. Yeah. nó kêu là State of the Union yeah. tình, trạng, tình trạng hiện nay của cái liên bang của Hoa Kỳ thì nó như thế nào thì ngoài một số vấn đề chính và chính phủ đó, với tư cách yeah. là người tổng thống đó, thì tối nay chúng ta sẽ đề cập vấn đề thứ nhất đó là vấn đề mà đối ngoại thì vấn đề là đích mở cái cản ở tại Gaza mở cái cản ở tại Gaza để Mỹ đưa tàu chiến vào chở thực phẩm vào để cứu người mà Palestine cho đến giờ này thì dân số Palestine chết trong cuộc chiến Gaza do Israel sát hại lên khoảng 33.000 người và làm chấn động thế giới về độ tàn sát của Israel nó như thế nào cho nên tàn sát thế giới không liên minh là nó cứu giúp những người Palestine không phải vấn đề chính trị vấn đề nhân đạo thì và... Mỹ vẫn đưa đến thực phẩm đến Gaza thuốc men đến Gaza vì vấn đề nhân đạo thì đó và... là vấn đề thứ nhất ông, ông, ông Biden sẽ nói vấn đề này vấn đề thứ hai nữa là nói vấn đề mà kinh tế của Mỹ thì ông sẽ nói vấn đề phát triển rất là tốt và ông tập trung ba vấn đề vấn đề nhất đó là đánh thuế cao hơn nữa cho những cái giới công ty chuyên nghiệp thứ hai là giảm thuế cho giới trung đưa về nhà nghèo thì có thể nói rằng cái chính sách đó rất hợp đồng dân đánh thuế người giàu đó giảm thuế người nghèo để quân bình cái sự khác biệt của trong nước mỹ nó quá lớn như hiện nay cái thứ ba là ông sẽ dành một đề tài nữa, tranh cử ừ tranh cử thì ông tin rằng vừa qua ông có nói một câu trong một cuộc phỏng vấn của báo chí ông nói câu này, ông sẽ dùng cái bài diễn văn hôm nay để mở mật đợt vận động tranh cử và ông ta cảm thấy cái nếu ông Trump lên làm tổng thống nước mỹ thì nước mỹ bị, bị cái đứng trước một tương lai rất là đen tối mà ông dùng hai cái chữ là chữ khoảng sợ kinh hoàng vì ông Trump đưa nước Mỹ đi về Chân trời nào không ai biết Và hiện nay các cái giới mà bình luận Tại Hoa Kỳ và tại châu Âu Như bữa tuần trước tôi nói chuyện châu Âu Thì hầu hết trong thống, tổng thống Pháp Thủ tướng Pháp Thủ tướng Đức Và nhiều vị lãnh đạo châu Âu Hiện nay đang nhìn nước châu Âu không có Mỹ trong tương lai Và chuẩn bị phương án hai Được châu Âu Không có Mỹ trong tương lai Và như vậy chúng ta thấy ông chưa lên Mà nó rối loạn toàn bộ rồi thế giới rối loạn và cái đồi rối loạn hơn nữa là ông Trump lại cặp kè với ông Putin và băng phục ông Kim Jong Un nhà độc tài Bắc Hàn và chơi toàn cái, cái quân mà mà gọi là chống thế, thế giới tự do thì cái nước Mỹ và ông 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 ông, 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 ông nước Mỹ mà ông Trump sẽ đưa sẽ đi về đâu đến đắc cử Vâng. Đó là những vấn đề mà người ta rất là lo và trong cái bài diễn văn hôm nay chúng tôi nghĩ tới đây về bài diễn văn hay và nó sẽ tác động vào tâm lý người Mỹ như thế nào? Vâng, nó tác vâng chắc tâm là người cảm ơn anh Nam đã đưa ra những cái nhận định quá rõ ràng về những cái gì mà chúng ta sẽ đối diện với cái bài diễn văn mà chúng ta thường gọi đây là thông điệp liên bang của Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi ông Joe Biden đọc cái bài diễn văn trước Quốc hội tối nay thì có thể nói hàng tràng triệu khán giả sẽ có một cái tiềm năng nghe được cái tầm nhìn và tất cả các ưu tiên lập pháp của ông. Lại như trước đây thì chắc là quý vị đã thường nghe những cái bài thông điệp liên bang nó có tính cách mang tính chất đảng phái bởi bởi những cái hình ảnh mà quý vị thấy là các bài phát biểu trước đây có những cái khoảnh khắc là đã bị tạm ngưng bởi một số người của đảng đứng dậy nhưng một số người của những đảng phái kia vẫn còn ngồi và không cần lắng nghe, không cần để ý đến những sự cổ bỏ của cái phe bên cạnh. Đây cũng có thể nói là một những cái khoảnh khắc để gắn kết tất cả các căn phòng lại với nhau và tôi nghĩ ông Tổng thống hôm nay sẽ tìm kiếm những khoảnh khắc đó để đưa chúng vào một cái bài phát biểu của mình. Điều đó có nghĩa rằng tối hôm nay ông Joe Biden sẽ cố gắng sử dụng những cái khả năng của mình để có thể mời gọi tất cả những người thuộc về quốc hội ngoại giao đoạn đứng dậy khi ông mà có thể đồng tình với nhau chứ không phải là chỉ có Cộng hòa đứng dân chủ ngồi và dân chủ đứng Cộng hòa ngồi cũng trong cái quá khứ thì thường thường buổi trưa hôm nay có một cái buổi ăn trưa với tất cả các ký giả cũng giống như tất cả các giới báo chí ở Nhà Trắng để xem trước cái bài diễn văn của ông Tổng thống đọc ra vào hôm nay. Năm 2022 thì ông Tổng thống đã nói với những người khác rằng là, là ông đã giữ dụng cái phần của bài diễn văn thông điệp liên bang để nói về tất cả những gì mà Hoa Kỳ cần phải đóng góp cho Ukraine. Và trong cái bài thì 121 thì ông phát hạ một cái chương trình để chống lại đại dịch COVID-19. Đó là những cái tiêu đề chính trong những cái năm ở tại chức vụ Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đối với ông Joe Biden trong bài diễn văn. Và cái bài diễn văn năm nay thì đúng như anh uh, Phát Bùi đã nói. xong uh, xin lỗi quý vị, đến ông Xuân Nam, anh Xuân Nam đã nói. Và anh đã nói đến cái vấn đề mà cả thế giới đang nhìn về vấn đề nhân đạo và cái vấn đề liệu Hoa Kỳ một đồng minh của Israel liệu có thể can ngăn được những cái vấn đề mà gọi càng ngày càng lấy đi rất nhiều tính mạng của người Palestine ở trên giải Gaza hay không. Đó là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng tối nay. Và đồng thời để cho thấy một châu Âu có thể vẫn còn là một trong những hình ảnh bản đồng minh của Hoa Kỳ và có thể Hoa Kỳ cách bờ biển Đại Tây Dương vẫn là một trong những địch đồng minh để liên kết với tất cả những quốc gia trong khối NATO tạo thành một cái bức tường để ngăn cản sự gọi là bình trướng của Trung của Nga Xô qua cái sự đã diễn ra trong hai năm qua đó là xâm lấn Ukraine. Nhưng đặc biệt trong cái buổi bài diễn văn hôm nay thì lại có một cái sự gì tôi nghĩ chắc là anh Xuân Nam sẽ đồng tình với chúng tôi về cái vấn đề này đó là vấn đề một thành viên mới của khối chức NATO, đó là Thụy Điển hôm nay sẽ trở thành một trong những thành viên thứ 32 chính thức sau một cái thời gian, thời gian dài trung lập. Điều này có nghĩa rằng tất cả những gọi là tấn công của Nga đối với tất cả những quốc 32 quốc gia của khối NATO sẽ là một trong những cái hành động tấn công với chính quốc gia của mình. Điều này liệu có thể tạo nên một cái thế đứng mạnh mẽ cho NATO trong tương lai hay không thưa anh Sudan? À, cái điều này nó, nó hiện nay tôi vừa nói, nghe vừa nói, nghe cuộc nói chuyện của tổng thống pháp và nghe cuộc nói chuyện một số các nhà lãnh đạo châu Âu họ họ đã chuẩn bị ready cái phương án hai là phương án mà khi chung lên thì có thể có nhiều bất đồng giữa châu Âu và châu Âu và, và Mỹ và cái bất đồng đó càng gia tăng hơn khi ông trump đứng ở phía đối thủ của châu âu đối thủ nato những vấn đề mà đuổi người này người nọ ra khỏi cái nato rồi suối nga quấn mà các nước không trả tiền cho nato cho nên ông trump ông, ông mới đi ngược lại cái chính sách quốc tế mà thậm chí cái trình độ của ông trump về vấn đề kiến thức của các quốc gia trên thế giới rất là kém nữa ông nói các tên các nước trật lắc cái ông biết nước là nằm ở đâu rồi chứ cho các, các nước châu Âu cho rằng cái khả năng của ông Trump đó hàng hẹp, với chưa kèm số chính sách nữa Khi hậu toàn cầu vấn đề kinh tế vấn đề đối, đối ngoại vấn đề đủ thứ thì ông Trump ông không đủ kiến thức để match với cái trình độ của các lần người người lãnh đạo họ là những chính gia chuyên nghiệp cho ông ông Trump đồng tay business man nhảy qua và ừ. hiện nay ông Trump bị tình trạng nữa gì nữa là lú lẫn rất là nhiều có trật tự rất nhiều thì người ta cho rằng hiện nay châu Âu đã chuẩn bị gần như xong một phương án hai là vâng. châu hoạt động với tư cách một đơn vị riêng lẻ không quan hệ với nước Mỹ vì khi, khi nước Mỹ không thuộc lợi thì... Vâng. Thưa, thưa anh, cái vấn đề hôm nay cũng còn thêm một vấn đề nữa, đó là vấn đề ông Thủ tướng Thủy Điển hôm nay, đó là ông Christensen sẽ có mặt tại Washington DC. <laughs> Và đây là một cái cuộc để bàn giao tất cả các tài liệu cuối cùng. Thụy Điển khi đó sẽ là thành viên của NATO và là đồng minh tham gia đầy đủ tất cả các nhiệm vụ của NATO. À, ngược lại dòng thời gian thì quý vị đã thấy với tư cách là thành viên thứ 32 của NATO, Thụy Điển lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập vào NATO vào tháng 5 năm 2022. Không lâu sau cái cuộc chiến tranh của Nga bộc phát ở tại Ukraine. Và các thành viên của NATO có hai quốc gia đó là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cái quá trình gia nhập vào NATO của Thụy Điển. Và khi cả hai nước đã chỉ bỏ phiếu ủng hộ điều này trong năm nay, điều đó có nghĩa rằng Thụy Điển đã có thể hoàn toàn lột xác và trở thành một cái quốc gia có những cái tầm vóc hoạt động rất quan trọng trong khối NATO và bỏ hẳn đi tới cái khế trung lập vì tất cả những cái sự kiện mà cho rằng trung lập ở tại những quốc gia có cùng chung biên giới hoặc là sát biên giới với Nga là một trong những sự kiện có thể đánh dấu những sự tai lầm tai hại. Các thành viên của NATO hình như đã đồng tình để cho Thụy Điển trở thành một thành viên mới của NATO và cũng như là Phần Lan nhưng chỉ có cái bức rào cản đó là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bây giờ hai vấn đề này nó được giải quyết. À, đảng cầm quyền của Hungary cũng giống như đã và đó là ông uh, Orbán đã có những cái thỏa hiệp và đồng tình nhận thì Điển và không còn từ chối thì bởi thế cho thấy rằng càng ngày cho thấy rằng cái khối NATO nó có những cái điều kiện để phát triển của họ và chúng ta chờ xem với một thành viên mới của NATO liệu có thể nó mang lại một cái sinh khí gì mới trong tất cả gần đây mà cái chiến tranh luôn luôn đe dọa và những cái quốc gia ở tại châu Âu và thừa thì, cái, tên này, cái tình cái mà hiện nay nếu mà ông Trump làm tổng thống thì vấn đề cho Âu sẽ nổi lên được vấn đề nhiều phức tạp được ví dụ như vấn đề Ukraine quan điểm của ông Trump như thế nào trong khi châu Âu và nước Mỹ ôn in tất cả nhập cuộc trung ương với Ukraine viện trợ tối đa cho Ukraine cái Ukraine thì chống đỡ được xâm được Nga thì quan điểm của ông Trump lại đứng phía nghe và đòi chia Được. cắt nước ukraine thì đều ukraine nó chịu không bao chịu không chịu không anh biết vâng. không không chịu cho nên người... vấn đề có một vấn đề chính nữa mà người ta đang lo sợ tất cả những cái giới mà có thể nó theo dõi tình hình để vẫn lo sợ về một ông Trump với sự liên hệ và có thể trong quá khứ có những gắn liền với Vladimir Putin liệu có thể giao tất cả cái gọi là cái tài sản của nước Mỹ cho một người để đối diện trực tiếp với một kẻ thù của mình đó là Vladimir Putin hay không cũng là một trong những vấn đề quan trọng thật nhưng mà cái cái, cái 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 nếu mà số phận đẩy đưa nước Mỹ vào tình thế như vậy thì mình ta phải chịu thôi thực đúng, đó là một cái quốc gia dân chủ mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận qua cuộc bầu cử. Bây mà... giờ thời gian còn lại, anh cho phép chúng tôi trở lại vấn đề Việt Nam mà một trong những sự kiện quan trọng bắt đầu kể từ ngày hôm nay đi. Chắc là tất cả các báo chí cũng nhiều người theo dõi về một cái vụ kiện mà một việc truy tế đó là bà Trương Mỹ Lan và dưới một cái tên gọi là vụ vạn thịnh phát. Và cũng có là một những nhà ngân hàng thương mại của Sài Gòn nữa, cũng đó là một cổ phần thương mại Sài Gòn cũng là một trong những cái vấn đề. thì uh, việc trước tiên trong phiên tòa xét xử bà Vạn Thịnh Phát vào chiều hôm qua, thì ông Chu Lập Cơ là một trong những người gọi là phu quân của bà Trương uh, Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ vẫn tiếp tục gửi đơn đề nghị được ủy quyền cho con gái đòi lại tài sản của ông. Oh, đây là một trong những cái vấn đề có thể hơi là à mặc dù có bị giam nhưng ông vẫn kêu con gái cũng đòi đòi lại cái tài sản của mình. Ngoài ra một cụ lãnh đạo của uh, Sài Gòn cổ phần bank đã gây thiệt hại. Một cụ lãnh đạo của Sài Gòn Vệ Bank đã đưa ra là vấn đề gây thiệt hại trên 59 000 tỷ vì hủy quyết định mất năng lực hành vi uh, mất hành vi năng lực. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề chính vào chiều mùng 7 tháng 3 giờ của Hà Nội thì cho biết rằng hội đồng xét xử vẫn tiếp tục phần thẩm vấn tất cả các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại chính ở cổ phần Sài Gòn. Tại phiên xử này thì chủ tọa đã yêu cầu xét hỏi đối với tất cả các nhóm bị cáo vi phạm quy định về ngân hàng thì một vài thành viên họ trả lời chỉ có làm công ăn lương không có được hưởng lợi gì cả. Phần lớn các bị cáo này đều từng làm việc tại ngân hàng SCB với những cái vị trên lợi lý trí lãnh đạo cấp cao như là Nguyễn Tham Văn Thanh Hải, Diêm Minh Dũng cũng là tận là chủ tịch và cụ phó, chủ phó tịch hội đồng quản trị, Hoàng Minh Hoàn, của quyền tổng giám đốc. Và nhóm các bị cáo này tuy vai trò mức độ phạm tội đều thừa nhận đã có hành vi giúp sức để bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng scb thế thì anh nghĩ rằng liệu bà trương mỹ lan này có thể có cái điều kiện để có thể bảo vệ lấy tất cả những gì nhằm thoát khỏi được cái vụ án cái vụ án này không thưa anh xuân Nạc? tôi cho rằng đây đồng trận đấu mà bắt đầu từ ngày hôm qua thì bắt đầu họ điều tra trương mỹ lan phỏng vấn Trương Mỹ Lan, thẩm tra Trương Mỹ Lan. Và bà trả lời và bị báo chí trong nước và tòa trong nước cho rằng ngoan cố không thành thực Phật, không thành thật. Nhưng tôi nghĩ cái đó không đúng. Và bắt đầu từ ngày hôm nay tôi theo dõi vụ án này, quần sự Trương Mỹ Lan và hầu hết cả các vị khác đó, thì rót bỏ chạy, đổ lỗi bỏ chạy và bồi thường thiệt hại. Đúng không? Thì chúng ta không kể đến cái người trùm trong vụ này được ông 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 trung độc cơ trung độc cơ và bà trương mira Ra cặp vợ chồng thì tôi đang coi thử bà thầy bản lĩnh bà như thế nào trước tòa tôi ừ. coi thử bà thầy cái tâm nhìn của bà như đối phó trước tòa ra sao và tôi người đền tôi xem thử chiến lược bà trương mira như thế nào tôi muốn một người mà có khả năng kinh doanh đến mức độ đó ừ. làm ăn đến mức độ đó thì đây là một, là một vấn đề là một sự kiện họ phải đương đầu mm. họ bước chân đi làm tay họ bước chân đi làm chuyện đó họ phải biết trước có thể bị bể đúng không và yeah. nếu bị bể thì bà phương án giải quyết làm sao tôi nghĩ và trương rằng bà bà gần như tòa đã nói câu này khiến tôi suy nghĩ đó và nói tòa nói gì bà không thành thật khai báo bà nói đường tòa nói đường và câu yeah. thứ hai của bà trương mới ra gì Hãy cho tôi biết tôi nợ ai bao nhiêu tôi trả không thiếu một xu nào hết và bà đã cho quy động vốn và thế chấp và đưa những cái, cái khoảng 10 cái tài sản kết xù bà để làm nền tảng bảo đảm một tài chính sẽ trả hết bây giờ nếu bà đặt vấn đều. đảo người là tốt có đưa đảo tôi vay vốn cho thôi tôi mượn vốn của ngân hàng làm ăn thôi Vì làm ừ. tại vì bây giờ muốn tôi trả bây giờ tôi trả hả thì làm gì nhau Toàn làm gì nhau do ừ. vậy cái trận đấu với tôi coi các bản định đang xác định nếu bà thoát ra được, cái vòng quay này nó về pháp lý này nó chứ sự bao vây của bao nhiêu mà, mà, kiểm sát nhân dân rồi tránh án này là thử mà bà thoát ra được và buộc quả thế xin hỏi anh, thế xin anh Xuân Nam một cái câu này có vẻ hơi xa một chút xíu thì chúng ta thấy trong cái tiểu sử của bà Trương Mỹ Lan cũng giống như là ông Chu Lập Cơ đều có những sự liên hệ huyết thống đến người Hoa thì cái liệu ảnh hưởng của người Hoa và ảnh hưởng của quốc gia đồng minh của Việt Nam bây giờ đó là Trung Quốc có ảnh hưởng qua cái vụ án mà những người có cái huyết thống với họ thờ thật... không tôi à... nghĩ không có ảnh hưởng tôi nghĩ không có ảnh hưởng đây là vấn đề mà nhưng mà cái tội này bắt được bà trương mỹ lan tội hối lộ vâng đó nhưng mà cái tội mà biển thủ lừa đảo rút ruột ngân hàng thì bà có thể bà, bà có thể tìm cách để né tránh được nhưng mà cái tội mà cái tội mà, mà hối lộ hối lộ đó thì khó tránh được Từ tiên một trong và cái vấn đề cái đó nó ảnh hưởng hai chuyện ừ. chuyện là bà có bị xử tử không Ừ. bà có bị sư tử không thứ hai nữa có bị tù trung thân không đó là một ừ. người tù tội cái thứ ba nữa bà có thể bỏ cả đế chế tài chính sự nghiệp tương lai của cả gia đình bà chị vợ chồng bà cả đời như vậy vào cái chuyện mà Cái vụ án này sao bà không có đường lỡ không nên tôi nghĩ tôi sẽ chờ đợi cái sự phản cung bà rất là mạnh ờ ừ. Thế nhưng đó trước anh nếu chứ mà, chứ mà làm anh. như vậy mới làm bộ là trương mỹ lan Tỷ phú số 1 của việt nam chứ còn ừ. nếu mà bị bắt ở tù như bà phương hằng bị ông mà ông ông ông, ông công 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 ty gì ở quy nhơn bình định đó thì ông yeah. thì ông nó, nó không, nhân quyết yeah. thì nếu mà bị như trị nhân quyết nếu bệnh như và như, như bà nguyễn phương hằng thì chưa phải là để giúp bản lĩnh mình ừ. coi thử cái bà và trương mỹ lan và ông chu thập cơ thì một phản cung như thế nào họ chống ngược lại một bài án như thế nào nhưng bà mà khi thưa thưa anh kiến đầu tiên buổi đầu tiên báo chí trong nước, nước cho rằng là bà, bà 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 bác bỏ trái ừ. ngược lại một số quan điểm của của, của tòa của viện lý ừ. Ừ. của tranh án thì tôi thấy con đường bà này thắng bằng rất khó một cái thứ hai nữa cái nhìn mà đứng trước tòa không khiếp sợ không run sợ tôi khỏe ừ và tìm phương án đối phó. Và thách thức là nói tôi nợ bao nhiêu tôi trả hết. Cho nên có thể nói bước cung mà này cũng có. Và tôi nghĩ sẽ có mức độ thương lượng được một số nhận tội. Tôi hối lộ chắc là một số tội khác phải thương lượng. Thì Thế nhưng mà thưa anh, anh, ăn, khi anh... anh nói đến vấn đề hối lộ, anh cho tôi hỏi cái này chút xíu. Khi anh nói đến vấn đề hối lộ, liệu tất cả những cái nhân vật nào nhận tiền hối lộ thì lại những nhân vật có quyền quý, có chức phận cũng giống như có quyền lực, liệu có dám đứng ra để nhận cái điều này hay không? Thì cái bà bà mà cái bà một cục trưởng bởi vì đã nhàn đó. Dạ. Yeah. Đã, đã khai là bây giờ bà đã bồi thường gần 5, 5 5 triệu rồi, bà trả lại tiền bà được nhận 5 triệu mấy, bây giờ bà trả lại 4 triệu 4 triệu. Ờ oh, là đã, đã đã có người chấp nhận là là, là nhận cái là, chấp là nhận có rồi. Đó. À rồi ok. Bà, đó, bà vậy. có người chấp nhận bà bà vụ trưởng gì đó. Bà yeah. nhàn trả lại 4, 4 triệu 7 nhận năm wow. triệu hai năm triệu ba đã trả lại 4 triệu bảy tiền mặt và đô la, điện, hay đô, đô, đô la chứ hả? Tiền đô la, đô, đô, đô la. Ừ. Wow. Thì tôi, 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 cái thú vị của trò trò chơi này thì mình đang chờ đợi. Ví dụ khi, khi Nguyễn Phương Hằng ra ra, ra tòa, yeah. tôi chờ cái Nguyễn Phương Hằng đanh thép à, tranh luận với tòa, chống lại tòa như thế nào. Nguyễn All Phương Hằng xếp gió nằm yên đóng chấp nhận tội. Yeah. Không? thì bây giờ tới bà bà, bà trương mỹ lan này thì tôi coi thử bà nhưng tôi nhìn gương mặt bà trước tòa đó là đanh thép anh rất là cương nghị mm. tôi không biết bà sẽ đối phó như thế nào nhưng đây đồng người đàn bà có bằng lĩnh anh mm thì nói tóm lại tất cả những sự kiện liên quan đến vụ xét xử hiện nay giới báo chí thì cho biết rằng việc cái đề cái, cái đầu tiên người ta muốn nói đến là vụ vạn thịnh pháp đã bị bị cáo chu lập cơ này đề nghị được đòi đòi lại đòi lại tài sản và người người con gái mình sẽ đứng tên làm cái điều này cái vấn đề nữa là xét xử vụ uh, vạn thịnh pháp này là cựu chủ tịch scb từng được là bà trương mỹ lan thưởng tết đến 20 tỷ đô la đã gọi là tiền thưởng thôi đó và cái vụ vạn thịnh pháp uh, trương huệ văn gọi bà Lan là mẹ và tin tưởng tuyệt đối là mẹ mình vô tội. À, rồi cựu tổng giám đốc scb à, tuy nhiên là sài gòn thương mại bank đó là cái công cụ của bà trương mỹ lan cái đó cũng là một trong những vấn đề mà buổi buổi thám đoa tuy nhiên là bên công tố viên họ sẽ đưa ra và xét xử vụ bản thịnh phát ông nguyễn cao trí được vắng mặt trong buổi không liên quan đến vấn đề này à, thì chắc có lẽ là chúng ta chờ xem chắc là cái này thì cũng còn nhiều phải không? Cái, cái, nó nó nhiều tập và nó thú vị thì yeah. chúng ta tới 55 ngày mà tới 55 yeah, mươi ngày còn, còn lâu mà lo gì nhưng mà cái thú vị nhất của phiên tòa hôm nay là những dàn xếp khác mình không 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 quan tâm nhiều nhưng cái, yeah. cái lớn nhất là cái bản lĩnh cái khả năng cái tài đối phó của bà trương mỹ lan sẽ phản ứng như thế nào mình coi đây là một cái game đấu về pháp lý rất là thú vị nhưng vâng. mà bà bà có luật sư của bà cũng nhiều năm luật sư mà Rồi bà ừ. cũng có những luật sư giỏi việt nam nhưng mà tôi nghĩ cuối cùng sẽ không chống được cái 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 tôi cái... Cái thì tôi hoàn, hoàn toàn không có có nhận định là tôi có ý nghĩ là không có thể luật sư giỏi để có thể phá án được cái vụ của bà mà cái luật sao nào động... tôi, tôi, tôi 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 nghĩ là <laughs> nhỏ, bà vô cái chỗ mà lừa đạo là vấn đề <laughs> cái chỗ đây chỗ lớn nhất bà có lừa yeah. đạo không yeah. cái thứ hai nữa anh thấy qua những vụ tòa án việt nam á, thì anh nhìn cái vụ án ở tại cái vụ tỉnh thất Đồng lai đã nhìn thấy toàn bộ cái gọi là bản chất của đề, nên công lý cho nghĩa là gì tiếng quyền nó đẹp đẹp hết đúng rồi và không. ngay cả luật sư biện hộ nó, nó cho nói không cho nói, nó nó khóc miệng và yên đóng hết yeah. và anh nói anh nói, nói ngang nó ngược nó, nó, nó truy nã cuối cùng ba tôi thấy cứ... luật sư không có một cái thẩm quyền nào không có thẩm quyền mà là mà để có thể làm cái vụ án được sáng tỏ được cái hết bộ cái vụ án, án này nó khó ý. cái nữa này cái vụ án này nó khó hơn tất cả vụ án khác á Đấy, trong cái tòa tại tại, tại tỉnh thất bồng lai cho sự công khai trên truyền hình đó. làm khiến cho cả thế giới nó phun nước bọt vào cái cái công lý từ việt nam cái hiến pháp từ việt nam cái luật pháp từ việt nam chả có luật mẹ hết á cái luật rừng <laughs> anh thấy anh cái như... vấn đề thế cái vấn đề chính là tôi muốn hỏi như trở lại cái vấn đề lúc ban này thì ông chu lập cơ là một công dân của trung quốc bây giờ phải không thưa chu lập cơ là công dân trung quốc thế thì trung quốc có hành động cụ thể nào để bảo vệ cái tài sản của công dân đến giờ này thiên? thì chưa đến chưa đến đến giờ này chưa nhưng yeah. mà tôi, tôi không nghĩ là tôi có khi dính vào vụ thu tập cơ nhưng yeah. mà phải nói này cái vụ này là cái khó cho việt nam này cái vụ này là một vụ rất là hai profile anh biết mới vừa bị bắt mà mới vừa bị đem vào xử một ngày đầu hai ba tờ báo mỹ biết về vấn đề này tất nhiên nó đã yeah. trong cái tầm đưa tin của nước mỹ và thế giới yeah. do vậy cái việc mà đàn áp và phương hằng thì dễ hơn đàn áp tỉnh táo buồn la vậy nhưng đang hát bài này cũng không dễ lắm bởi vì có một cái thì tôi thấy thì từ South China Morning Post nó cũng viết một cái bài rất rõ ràng về cái sự kiện này thì chúng ta chờ xem tất cả các giới báo chí của phương tây cũng giống nó như là đã quá đó. sớm ban đầu còn bây giờ yeah. còn quá sớm mới mở màn phiên tòa mở yeah. màn nhưng mà đã thấy cái tôi nhìn cái diện ba ra tòa anh thấy không ngương mặt yeah. lên rất là tỉnh táo tôi khỏe ừ. mạnh yeah. và cái wow. thách thức là ai nói rồi đợi bao nhiêu tôi trả hết bao, bao bao nhiêu cho tôi biết. Vậy là Ô, vẫn còn có lối giải thoát hả? Còn có cái lối giải không? quyết. Không, thì tôi nghĩ là bà sẽ phá cái án tử hình được. Có thể bị một số tù về những tội này tội nọ tội kia tội khác tội đúc lót tội này tội nợ. Như nhưng mà bà đang cố gắng cái cái phía bà và bà, bà ta đang cố cố gắng và phá cái án tử hình. Ừ. Bà Bà phá án tử hình còn còn khi mà anh còn ở ngoài anh còn, anh còn ở tù một thời gian bây giờ năm nay bà 68 tám tuổi anh đâu bây giờ Được cho rồi. khoảng hai chục năm tù hai chục năm tù 88 tuổi còn gì nữa nên ừ. thì thì bà bà chấp nhận ở tù nhưng mà bà phá án tiền mục tiêu của bà hiện nay tôi nghĩ trong chiến lược bà sẽ phá án tử hình phá án tử sẽ phá trong số tội thứ nhất là không có quỵt không nợ không đường gạt không giật ai đó. bây giờ bà đòi tiền thu tiền lại bà, ông chồng bà ta và bà, bà ta giao đứa con gái vâng. ở ngoài đưa danh sách đứa con gái đi thu tiền lại. Bây giờ công an và viện kiểm sát của chính phủ Hà Nội cũng tuyên bố nếu cần họ sẽ giúp trong vấn đề thu tiền lại để lấy cái tiền ra trả cho 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 chính phủ cho cho, cho nhà nước đúng không? Ừ. Thì nếu mà làm xong việc đó thì tôi tôi nghĩ là bà có thể bị giảm nhẹ có thể đấy 10 rồi. năm tù 5 năm tù gì đó nhưng mà đấy. bà không bị tự hình. Chúng ta chờ xem sao quá sớm mới nói vấn đề gì trọng. À, bây giờ thì chúng ta nói đến vấn đề bầu cử anh thưa chắc lại chúng ta có thể là chưa nói đến vứt quên vấn đề bầu cử được đến bây giờ thì cái chức vụ giám sát viên của địa hạt một ở dưới này thì chắc có lẽ là ông Trần Thế Văn hoàn toàn không có một cái gì để có thể tạo nên một cái niềm hy vọng được đi vào vòng trong và có thể nói cú nóc ao của bà Z Nguyễn đối với Trần Thế Văn đã là một cái sự kiện tai hại cho sự nghiệp chính trị của ông Trần Thế Văn vì có thể nói rằng một vị kỳ cựu có thể nói có điều kiện là hướng dẫn ra Nết Nguyễn có thế lực với tất cả những đàn em gọi là ông bố già ở tại quận Cam này nhưng bây giờ thì bị một cú knock out bởi một người phụ nữ với cái số phiếu gần trên 21.000 phiếu mà chưa đếm xong thì tôi hỏi anh lấy đâu còn cái danh dự để mà có thể nói đi vững trên cái con đường chính trị trong tương lai nữa thế trong một chương trình nói trước với anh Đoàn Trọng đó, thì tôi có đưa ra một, một cái giả định như thế này nếu hai cuộc bầu cử mà cái nhóm ngũ nhân ban đó mà bị rớt đài thì coi như cái nhóm nó bị tiêu tan luôn thứ nhất là cuộc bầu cử đối với trần thế văn nếu trần thế văn bị rớt và sau đó vào tháng 11 này nếu ông luật sư nguyễn quốc lân mà rớt nữa đó thì coi như sức mạnh của cái nhóm dân cử tại nam california gần như bị tan rã Ừ. Nguyễn Minh trí mà sau đó kéo theo tới Nguyễn Minh mà tái cự nữa mà rớt nữa thì coi như hết, hết luôn nhóm luôn. Thì ừ. bây giờ trong trận đấu đầu tiên á, Trần Thái Văn mở đầu, ông Trùm của cái nhóm này mở 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 đầu và khi mà mở đầu như vậy ông ta thua cái cái thua nó quan trọng hơn cái hơn cái thua không cũng, cũng là ok thắng thì trên cự thì có thắng mà có thua nhưng cái cách thua mới là chuyện đáng nói về Trần Thái Văn. Vâng cái tất cả những người ủng hộ cũng giống như đường lối tranh cử của phía Trần Thế Văn, họ đã biết được rằng là họ sẽ khó đánh bại Giai Nguyễn ở cái vòng đầu. Tuy nhiên, họ vẫn dựa vào những cái yếu tố căn bản để nghĩ rằng sẽ có một cái cuộc gọi là chiến đấu lâu dài và dựa vào những cái gọi là cái đa số của những người ở dân cử ở đây để tạo thêm cái khối và cái thời gian từ đây cho đến tháng 11 có thể tạo nên một cái cú gọi là đảo ngược hoàn toàn tất cả những gì về cái vấn đề gọi là quyền lực và cái tiếng tâm của ra nguyện nhưng cái may mắn thay là bà Francis Market đã chiếm lấy cái ghế của Trần Thế Văn và thêm một lần nữa là cái con số khoảng cách giữa người đứng đầu và đứng thứ ba nó tới 21.000 phiếu khó có một cái cách gì để có thể nói được về cái vấn đề có cái giá trị và cái tư cách của mình trong cái vấn đề ứng cử đại diện cho người dân ở cái chức vụ giám sát viên đạt một chữ rất là quan trọng để nói về cái thua của Trần Đại Quang chữ đến biết chữ gì không? Mời anh. Cái tiếng Việt mình đó, bị knock ao, bị lấm lưng trắng bụng. Cái chữ tiếng Việt mình có chữ lấm lưng trắng bụng là thua, thua, thua tét từng đẹp, thua, thua nằm ngay gơ, ngay cơ cánh tàn cầu ráng máng hả? Tàn tàu ráng máng hả? Cả tàu ráng máng. Chứ chứ không phải trong nghề nghĩa này. Lấm lưng trắng bụng. Ừ. Là quýnh knock out luôn thế người đến Trần Đại Văn nó cao, bôi già bị nó cao. Thì cái đó là cái cái đâu nhất của Trần Đại Văn là thua ví thua năm 300 phiếu một hai phiếu thì nó nó xây cái face nó có sĩ diện. đánh này thua đánh đánh, này thua đánh đánh giống như đánh đánh nó cao. Nhớ lúc ông Mai Tây sinh vô vài ba chục giây khán giả chưa kịp ngồi xuống ghế đánh đối phương nó cao rồi. Đúng vậy. Thì anh thấy trận này sẽ đi viện đánh Trần Lê Văn trận này là đắt ao Trần Lê Văn và Trần Lê Văn liệu có đủ can đảm để ra tranh cử lần nữa không khi đã bị ra đi viện đánh đắt ao như vậy thì Nhưng bây giờ thua, tranh cử chức gì bây giờ thua tranh cử không quan, gì, gì nữa cái thua nó cái kết quả thắng thua không quan trọng mà chắc mình thua đây là cái trận này giai đoạn đến nó cao trận đấy Văn ừ. Mà ông bố khi ông bố già bị knock out thì sân khấu chính trị Nam Podonia sẽ như thế nào. Và bây cái giờ điều mà cái điều anh cho tôi cảm ngưng chút xíu, cái điều mà chúng ta thấy được cái không khí là có thể nói là những cái loa ủng hộ cho Trần Thế Văn tạm thời là bị cúp điện hết. Bắt đầu từ cái đêm khi cái 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 màn hình nó chiếu lên cái kết quả thì anh thấy một cái không khí tôi có thấy được cái hình ảnh không khí đó. Ô, như là còn hơn là một triệu ba Tết chỉ còn vậy còn mấy chục người Và lủi thủi đi về thôi chứ còn không có một cái gì hơn nữa thì anh điều đó cho thấy anh biết này khi mà trong mấy tuần cuối đó còn tháng cuối trước bầu cử đó, thì tôi nghe một số youtube đàn em của trần thái Văn đã mở đợt tấn công gia đình Nguyễn rất dữ tôi không ráo riết đánh không, không 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 lương tay thì lúc đó tôi đã đoán được kết quả rồi bởi vì khi mà một người ứng viên thi ra những trận đấu như vậy và có những cái cuộc thăm dò dư luận riêng của mình cuộc thăm thăm dò dù là mức độ bỏ túi họ có những thăm dò riêng mình mà họ biết kết quả sẽ như thế nào thì lúc đó khi mà trong thời Băng lâu nay không có phản công mạnh nhưng mà lần này phản công kích liệt trong khoảng tháng cuối cùng đánh tới tấp đánh đủ mặt rằng những youtube lớn to to nhỏ bé trong nước ngoài nước trong tiểu bang ngoài tiểu bang được huy động tối đa vào cuộc thì anh cho thấy rằng lúc đó Trần Địa Văn đã cảm giác mình bị lâm nguy rồi cảm giác mình bị lâm nguy cái thứ hai nữa cái cảm giác từ đâu ra cái vụ của cô Nhật Linh mà anh nói đó, có thể có ảnh hưởng đến Trần Đại Văn nhiều và khi Nhật Trần Đại Văn không dám lên tiếng cái vụ đó đó và và cái vụ của ông mà Ông ông, ông 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 giám sát viên hiện nay đó đương gái trong vấn đề ông anh đu đủ đó vụ đó cũng ảnh hưởng trần lê văn nữa người ta nghĩ rằng trần lê văn không lên tiếng trong vấn đề đó như anh nói đó khiến cho nhiều người nghi ngờ cái mối quan hệ giữa trần lê văn với trong vụ này do vậy người ta muốn cần một bàn tay trong sạch hơn hay là một bàn tay cùng một tay như gia nguyễn hứa đã sẽ liên đó ở orange county thì dân chúng cái cái khẩu hiệu đó của Jerry cực kỳ ăn khách. Vâng, thì đến bây giờ thì chắc lại cũng là chưa có cái kết quả chính thức thưa anh Xuân Nam cùng quý khán thính giả. Tuy nhiên những cái đúng đúng mức độ dạ, này vào những cái mức những sự kiện đúng. hiện tại nhưng mà cũng có thể là bà Jerry sẽ còn một cái đoạn đường dài để đi đối với đối thủ của bà đó là bà Francis Market thuộc đảng dân chủ. À... Uh... Đó không phải là biết điều anh trọng tại vì tôi nói anh nghe, cô giống như cô gì mà, mà mà cô gì mà đảng dân chủ gì đó nó, cái cô cái, cái cái cô gì ứng cử viên đảng 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 dân chủ gì đó, Còn một số lần đảng dân chủ ra thu hà, thu hà cũng không đủ khi vòng loại thì vòng ngoài thì cô có thể thắng được nhưng khi vô vòng trong anh nghĩ này, cái người cộng hòa nó sẽ bảo bỏ cộng hòa người dân chủ nó, nó trung thành với đảng nó sẽ bảo dân chủ và trong khi đó anh thấy ba ứng viên cộng hòa Trần thế văn và ba cục vỏ và cô mà kim ly hồ dân đó thì tất cả phiếu đó có gom thêm lại. một số thì gom lại cho cô cho đấy yeah. tôi thì tôi không nghĩ những người đó sẽ gom lại cho dân nguyện nhưng mà có mà một Cho dù Đánh... không có gom lại cho dân nguyện thì đủ, điểm số phiếu dân nguyện đủ để thắng cái cô ứng viên dân chủ Yeah. nhưng mà thưa anh có một cái hình ảnh mà chúng tôi thấy qua được trong cái buổi mà gọi là chờ đón kết quả tin tức thì tôi thấy rằng bà dân Nguyễn có một số hậu thuẫn rất lớn và có thể nó rất, rất tích cực ở phía tất cả những người Mỹ da trắng hiện nay đang có cái thế lực quyền hành ở trong tay của họ và cái điều ừ. đó là cho thấy rõ ràng là hình như ông Trần Thế Văn hoàn toàn thiếu vắng cái nhóm cử tri đó à, đây anh là cái điểm anh, chính anh anh biết là tại sao Trần Thế Văn vừa bị trong thời gian vừa qua anh không có ra không có làm chính không và là, là dân cử cho cái không không connection với chính giới của Hoa Kỳ nó cũng bị lẫn đi cái thứ hai nữa anh bị xung quanh anh một cái environment đó. mà ở trong nước tôi mới học cái chữ trong cái vụ án của cô mà 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 cô và Thiên Phát này đó tôi học được cái chữ trong nước đó là bùng sinh thái chính trị <laughs> cái chữ đó tôi mất tôi học tiếng việt anh biết tôi là tôi đổ cử nhân văn chương học văn c đổ cử nhân văn chương nữa mà tôi hỏi vùng sinh thái chính trị tôi nghe báo chí trong nước nói tôi không hiểu nó là giống gì nữa tôi mất khoảng 3 tuần lễ tôi mới đi tìm cái chữ vùng sinh thái chính trị là gì thì cái vùng sinh thái chính trị của trần thái văn hiện nay đang bị mất ừ. Okay, environment, political environment, yeah, yeah. Uh, nhưng mà bây giờ thì nói tóm lại là như tôi đã nói lúc bên nãy là cái kết quả chưa đến một kết quả chính thức nhưng mà chắc có lẽ rằng là cái công việc đến bây giờ liệu Trần Thế Văn có quên được cái kết quả của một cái trận mình bị knock out như vậy hay là tiếp tục đi theo một cái con đường để nhằm có thể nói ngăn chặn cái người knock out mình bước lên cái đài dân tộc hay không đó là một cái câu hỏi và khi làm công việc đó điều đó có nghĩa là đầu tư vào phía cái cười mà mình không bao giờ muốn đầu tư đó đầu tư vào Francis Market anh em biết sao khi mà tôi xem cái kết quả tôi hay đến bây giờ tôi vẫn còn tiếp tục xem tới ngày hôm nay coi thử kết quả nó có thay đổi gì không dạ vâng thì bỗng dưng tôi tưởng tôi nhìn cái thua của trần thái văn kỳ này với ra đình nguyễn là cái trận mà giống như mai tay sinh mà bị đất bị Hollywood mà đánh nó cao vậy ta nhớ trong Hollywood đánh nó cao mai tay sinh đến rồi mai tay sinh phải, phải cắn cắn tay Hollywood ấy nhớ không dạ vâng đúng rồi một, có một đương, chịu không rồi một, một tay vô địch thuộc quyền anh hàng nặng bị một tay dưới cơ dưới hàng đánh yeah. nó cao rồi bắt đầu ôm và cắn trong lúc ôm thì cắn mai tay sinh cắn vào tay của Hollywood để chảy máu thì <laughs> tôi nghĩ cái trận đó là trận nhục một cuộc thất bại rất là thảm thảm não vâng. của, của Mike Tyson thì cái trận này của trận Tây Ban mà thua ra đến Nguyễn thì tôi là liên tưởng đến hình ảnh đó Vâng. Vâng, tất cả những cái điều đó thì chúng phải chờ đợi và trước khi chia tay thì tôi muốn nghe anh nói về vấn đề ở trên Bắc Kali một chút xíu về cái vấn đề giữa hai nữ võ sĩ hạng nặng đó là Betty Dương với là Madison thì trong những cái tháng tới đây hai người này sẽ có những cái khuyên hướng và cộng đồng người Việt có khuyên hướng như thế nào cái có lợi cho Madison trước hết nó cái lợi cho Madison trong đợt này sau khi cô rời khỏi cái ghế uh, nghị viên San Jose, khu vực 7 San Jose sau khi rời ghế phó thị trưởng thành phố San Jose thì cô mang tay tiếng rất nhiều trong bộ mang tên Little Sài Gòn thì cộng đồng San Jose chim hai phe phe bên cô phe chống cô thì cô may mắn cô thoát được cái vấn đề mà recall cái 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 bỏ phiếu để tín nhiệm nhưng cô làm hết nhiệm kỳ nhưng sau đó người dân San Jose không còn tín nhiệm cô nữa cô rớt hai kỳ bầu cử kỳ ở thị trưởng và kỳ ở dân biểu tiểu bang đây là một cuộc ra quân lần thứ ba của cô Mai Sinh Nguyễn sau khi rời khỏi chức kỳ viên. Nhưng mà trong lần này cái nhờ cái nhờ mấy ông già mà ông chống đối cô Mai Sinh Nguyễn họ bệnh đau nằm nhà hoặc là chết nhiều. Cho nên cái mối hận thù của cộng đồng đối với cô nó giảm đi và cô đã đạt được cái số phiếu tối đa để thắng dẫn đầu trong cuộc thi giám sát tại 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 tại, tại Santa Clara. Nhưng mà khi nó câu hỏi anh đặt ra là nếu vô chung kết thế nào? thì tôi vì tôi theo dõi tình hình tôi khác vậy nên tôi cảm thấy là tôi dù cô mai xin đứng trên nhưng mà tôi vẫn cho rằng mai xin có nhiều rủi ro hơn là cô Peti Dương thế cái số cách biệt nó có mang lại cái dấu vết an toàn cho người đứng đầu cách biệt lệ? hiện nay có khoảng chừng bốn trăm mấy chục phiếu chưa tới năm trăm phiếu ừ. cô Peti Dương thua cô mai xin nguyện khoảng bốn trăm mấy chục phiếu nay chưa tới năm trăm phiếu mà có nghĩa là gì khi mà cô bé dương lấy một phiếu thì bên mai sẽ mất một phiếu một phiếu của bà bé dương lên đó, thì mai mất tới hai phiếu mất hai phiếu thì chỉ cần mới bốn mấy chục phiếu đó cho là 500 phiếu đi thì chỉ cần mai xin lấy vì gần mà bé thị dương lấy 250 phiếu từ mai Sinh, thì sẽ vượt qua điểm mà mà đi thế thì tạm hỏi anh một em câu cái, cái, yếu tố quyết định nằm ở đằng chơi đèn phải mai sinh không phải dương yếu tố quyết định nằm ở đâu thế tôi muốn hỏi anh là cái số phiếu của những người mà không bầu cho Madison cũng giống như bầu cho Petty Dương trong cái vòng chung kết này có hai câu hỏi liệu trước tiên họ có tham dự cái cuộc bầu cử này này nữa hay không và nếu họ tham dự thì họ sẽ dồn phiếu cho ai nhiều hơn mình tính mình tính cái mình tính gà nào bên gà đó đi cho tới giờ thì nguyên trạng đi cái yếu tố mà sẽ là làm ảnh hưởng tới mai sinh thắng hay là bê dương thắng á. theo tôi là yếu tố phiếu của người mẹ. Ừ. Chúng ta biết cái dân số của mẹ tại miền Bắc California đây vùng cái, cái bùng Santa Clara này rất là đông. Người mẹ rất là đông. Nó không bằng như Texas là 40% dân số của Texas là người mẹ. Nhưng mà ở tại đây cũng có 25 25 30%. Mà con số đó nằm ở cộng đồng người mẹ tại đây và cái người đỡ đầu cho Mai Xuân Nguyễn thì không phải là người mẹ mà người ừ. đỡ đầu cho cô bé Lê Dương là bà Cindy một tay trùm phế, một nữ chiến gia lão làng của cộng đồng ừ. người mẹ sức oh. mạnh bà trong cộng đồng người mẹ rất kiên trọng lắm và bà, bà là người mẹ nuôi từ người đỡ đầu cho cô bé Lê Dương oh. thì ừ. cái endorsement của bà đối với cô bé Đi Dương trong vòng chung kết này thì kéo phiếu ừ. người mẹ qua bé Dương và cái đó là khoảng Đảng băng khổng lồ của Mai sẽ chịu không nổi. Ồ, như vậy điều đó có nghĩa là khi không có ứng cử viên người Mỹ thì chắc là bà này đỡ đầu cho người dân dễ dàng bà, 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 hơn bà, bà không? Bà free game, bà, bà đầu dễ à. dàng hơn. Bà, đúng bà, bà, đúng là người, bà là người đỡ đầu cho con bé Tây Dương. Ừ. Bà, bà đứng ra endo cho bé Tây Dương và bà, bà đi vận động cho cộng đồng người mẹ. Ừ. Thì cô Mai Sinh có dư luận nói rằng phiếu của người Mỹ, nhưng người Mỹ ở đây rất ít không đông người mẹ. Ừ người mỹ ở tại cái vùng của chúng tôi rất ít anh nó ừ. còn chiếm tôi kỳ con số phần trăm không lớn không mới bằng người mẹ được mà nếu mà người mẹ nó cuồn cuộn nó bầu đi bầu cho, má, bầu cho bé đi dương đó, ừ. ba, má, bé đi bé, bé, bé dương mà chịu khó đi vào cộng đồng người mẹ nữa thì cô sẽ thắng vâng. thì chiều nay chiều nay khoảng chừng 4 giờ chiều cô có nói với tôi là cô gọi điện thoại tôi sáng nay thì ừ. cô nói là cháu muốn đến thăm và cảm ơn chú Nam thì ừ. tôi nói cháu nên cho chú biết cái giờ chỗ đến để chú có thể các bạn thêm học phòng để gặp nhau thì có bốn yeah. giờ này cô đến thì tôi nghĩ yeah. rằng trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì tôi muốn lắng nghe mà nếu có gì tin tức mới tôi sẽ cho quý vị cái yeah. đánh giá của cô Mai Sinh như thế nào chúng tôi cũng rất là mong muốn được có dịp nói chuyện cô Mai Sinh không phải nói chuyện của bé Thị Dương không nhưng mà nhìn vào công, công lý của một người làm truyền thông lâu năm thì tôi nghĩ rằng tuy cô bé Thế Dương đang bị thua khoảng gần 500 phiếu nhưng mà cái con đường pin nó rất là sáng cho vòng hai ừ. tại vì cái nguồn resource của Mai sinh gần bị cạn kiệt thì trong khi cái nguồn resource của cô cô bé đi dương chưa được khai thác ừ. vậy hả và wow. số vâng. chưa được khai thác của bé đi dương sẽ rất là đông vâng vậy thì, thì đến chiều nay tầm chiều nay anh có một cái buổi gặp gỡ thì hy vọng sáng mai thì chúng ta sẽ có một cái, cái, cái một cái nhận định rõ ràng vì dù sao đi nữa chúng ta vẫn hy vọng và đặc biệt là cái sự thực đó đã đến với cộng đồng người Việt là có một người ở trong chân hội đồng giám sát của Santa Clara của... cái sự kiện này nó lớn yeah. lắm anh biết tôi quan tâm yeah. nhiều tôi sự kiện nó lớn yeah. đến giờ này yeah. thì chúng ta sẽ an toàn nói như thế này trong suốt 48 năm qua từ khi người Việt đến công đồng điện tử Silicon Valley chúng ta chưa có người nào mon men tôi tới cửa của chiếc giám sát không có người nào là giám sát chúng ta chỉ có rất là nhiều giám sát viên của các sách dân khác mà chưa có giám sát viên Việt Nam và lần này chúng ta vô một lúc hai người mà không có cửa nào chiếc giám sát thoát ra khỏi tay người Việt ấy. không Madison được của Betty ông Betty ai thắng là điều tốt nhưng mà có dư luận bên ngoài cũng cho rằng nhiều cái tin tức đồn nó đối negative, positive có, mà negative cũng nhiều về của medicine mà chúng tôi sẽ chờ phối kiểm chúng tôi sẽ có cái dịp chúng tôi sẽ lên tiếng sau. Được. Nhưng mà tôi nghĩ, Anh nghĩ rằng anh nghĩ cái chương trình của Đài mình liệu có có thể nào mình tổ chức một cuộc debate giữa hai người medicine và dân được không? Tôi nghĩ mình nên làm truyền thông hơn để hơn là tổ chức debate. Để không tổ chức debate giữa hai người đó. Cái, nó được. nó dễ mang tiếng là thiên vị bên này, thiên vị bên kia nó. Ồ mình debate mà nếu có thể được uh, nếu mà tôi chắc là tôi cũng phải đi lên San Jose một uh, trong thời gian tới đây và tôi hy vọng rằng tôi sẽ nếu mà nếu có cái địa điểm có ấy chúng ta nên tổ chức một cái đi bay để cho tất cả các khán giả nếu anh tổ chức được tôi sẽ về mặt cơ sở thì tôi sẽ yeah. giúp cho anh. dạ yeah, tôi hy vọng là thì tôi sẽ cũng phải nhờ anh ở trên đó rồi chúng ta tại vì càng đi bay hai người đối diện với nhau thì cho tất cả các cử tri người Việt chúng ta có một cái nhận định rõ ràng để sử dụng cái lá phiếu mình một cách chính đáng hơn thưa yeah. và cái câu người ta hỏi như thế này nè câu người ta hỏi là liệu vào ngoài hai người không tấn công nhau yeah. vì có những cổ động viên của hai bên tấn công nhau quyết liệt yeah. quyết liệt cũng không bằng nam đi phôi nha nhưng mà cũng tương đương cổ động viên của hai bên yeah. có những màn va chạm nhau và chạm đi vừa vấn đề email, và tin tức này nọ, yeah. nhưng mà người ta tin rằng vào vòng trong này hai ứng cử viên Việt Nam thì tình trạng nó có thể thay đổi. Đó là một cái điểm, đó là một cái điểm chính hào hứng đó là đến lúc chúng ta đừng có nhận xét cái vấn đề tiêu cực nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy vấn đề tích cực và trong một cái quốc gia cái quyền dân chủ và cái quyền tự do ngôn luận thì được tôn trọng thì nếu lại nhiên tôi nghĩ rằng những cái người ở cái cương vị như là chức vụ giám sát viên trong tương lai họ sẽ về tay họ thì họ không thể nào đi đến những cái vấn động tấn công cá nhân dễ nhưng mà họ luôn luôn đòi hỏi và đặt ra những cái câu hỏi để cho đối phương có thể trả lời như thế nào và tùy đó để cho cử tri có cái 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 điểm căn bản để sử dụng cái lá phiếu của mình thì rất là hay anh uh, Sunan. À. Thật sự tôi sống vùng đất này khoảng 40 năm tôi nhìn cái cục diện nó thay đổi nhiều lắm vì riêng yeah. trường hợp Madison rồi anh thấy không bây giờ cái số cử tri bây giờ nó không khác đi rồi đúng yeah. và ngay cả khi tham dự cộng đồng anh nhớ 40 mươi mấy 40 năm trước lúc tôi đến thành phố San Jose chỉ có khoảng mười mấy ngàn người mà ừ. đúng không và bây giờ thấy những người mà tôi quen biết đó, một hôm một người bạn tôi tạm dấu tên một người rất là nổi tiếng ừ. thì nói tôi Nam ơi, mình bây giờ thì có lẽ phải coi thử ra cộng đồng trở lại tại vì bạn của mình chết khoảng bảy 80 chết hết rồi anh không lớn tuổi mà mình chỉ còn mấy nếu mình còn sống còn 10 năm nữa có lẽ không còn ai biết mình nữa ai nên anh trọng nghĩ đi còn, còn bây giờ nếu anh sống 10 20 năm nữa đó yeah. thì bạn bè chúng ta đi hết chúng ta có cũng đã có thể đã đi oh, wow. và anh nếu mà chưa cái... đi thì cũng rất là cô đơn Yeah. nó 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 sẽ xuống mở thẻ thứ hai thứ là, ba mới. Tôi bây giờ chúng có cái ta lợi suy của nghĩ cái, cái, cái ngày đó mai mặt, một ngày hôm nay và nhau. ngày mai thôi. Dạ. Yeah. chứ còn đừng nghĩ cái chuyện đó làm cho cái, ta không Cái này, này năm năm xin lỗi, dẫn đến <laughs> câu này. Cô Mai xin cái đó cô hưởng cái lợi rất là nhiều. Số người mà căm ghét mà thù cổ trước mà biểu tình đi tour Sài Gòn, à ai ừ. hầu hết đã ra đi rồi. Hầu hết đã ra đi. Cho bây giờ thế hệ mới họ đâu biết cái quá khứ đó của cô Mai đi xin. Dạ. Thế nhưng bây giờ thì cứ dựa vào những cái cái bước tiến kinh tế, đời sống con người, xã hội để chúng ta đi đến một cái vấn đề. Trong <laughs> khi đó, trong khi đó thì cô bé Thị Dương còn còn quá mới chứ là ứng cử viên lần đầu tiên, đây lần đầu tiên cô mặc áo ứng cử viên. Dạ vâng, oh, vậy hả? Cô này lần đầu tiên ra mặt với cái vấn đề gọi là chính trị ở ngoài cộng đồng ha. I thì cho, cho cho nên cái mình bây giờ cho nên mình làm báo mình không nhìn gặp mắt bây giờ. À. Mày không nhìn vào tình hình bây giờ bằng cặp mắt của trước đây 20 năm dạ yeah. chắc hy vọng thế nào cũng ra. phải lên lên Senoza để có một cái 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 làm một cái phóng sự về vấn đề mà bầu cử do tại tôi đã làm ở đây rồi thì chắc lại lên trên đó tôi cũng có điều kiện hồi trước thì tôi cũng có điều kiện lên vài lần mà làm đó để chúng ta thấy một cái cái wow it's it's good tôi nghĩ vậy cái may mắn là chắc là tôi phải đi vào một cái chương trình khác anh Xuân Nam thành hôm nay thì chắc lại gửi lời từ giả khánh giả hôm nay để ngày mai chúng ta gặp lại với những cái kết quả có thể nó thay đổi hoặc là những cái gì sáng ờ, bên ở đây lần đầu tiên cũng chúng ta có một cái ứng cử viên cũng đăng ký vào cái chức vụ dân biểu liên bang đối với bà Michelle Steele đó là uh, Direction, một những người đã từng là phục vụ trong quân đội, một người luật sư hiện nay người Mỹ gốc Việt. À, chúng ta chờ xem à, ông Trần Thế Văn không làm được điều đó liệu Direction có làm được điều đó hay không. Thưa anh, đó là cái chức vụ dân biểu liên bang. Thực sự ra cái sự bình luận sát thế này nó rất là cần thiết. Dạ vâng. Ngay cả chúng tôi nói này á, cái đứa tuổi chúng ta bắt đầu già nuôi hết rồi. Dạ. Yeah. Thì bây giờ dừng sân chơi để cho thế hệ sau mình. Mà giờ chúng ta không nuôi dưỡng được những chính trị gia trẻ đó. Thì rất là tiếc. Thì yeah. trường hợp này, cả hai ứng cử viên tại Bắc Cali chúng ta đáng lưu ý trong đợt trận này. Ta tâm trương vào chung kết với ứng cử viên người mẹ Tâm trương ông một, một, cảnh sát rất là trẻ. oh, vậy yeah. yeah. Và anh đã vào chung kết ở quận 8, nghị viên ở quận ờ. 8. Nghị viên xong rồi thành khu vực khu 8. Rồi yeah. cô trẻ là cô Betty Dương. Thì chúng ta hy vọng ừ. là cái, những cái đứa tuổi mà lớn tuổi nó đi qua đi và thay trẻ bắt đầu vươn lên. Tôi hy vọng vào cái chiến thắng của cô Madison Nguyễn, cô Betty Dương và cô và ông Tâm Trương bây giờ sẽ giúp cho... Sẽ mang lại cái làn gió mới thôi anh ha, làm gió Sự mới. Giúp cho kỳ tới nhiều người trẻ yeah. Việt Nam, Bắc California tiến hành ra. Và... Yeah. Carry Today rất là hân hạnh được mà góp một phần nhỏ để tiến cử những nhân vật trẻ của mình quá wow, là perfect chính yeah. yeah. perfect. Cảm ơn anh Xuân Nam, cảm ơn một cái chương trình sáng nay rất là có thể nó thú vị để nghe tất cả những gì mà anh vừa mới nói một cái làm sống mới đó đến với cái giới trẻ. Tôi rất thích nghe nói tiếng nói đó đó hôm ừ. nay. Tại <laughs> vì cuối cùng thì mình sẽ đi anh anh anh, anh <laughs> không phải không nói chuyện đi nữa và nói chuyện ngày mai mình sẽ nghe giới trẻ nói cái gì đặc biệt nhất dạ. là tập trung vào chiều nay và tôi hy vọng rằng chiều nay sẽ đem đến vị quyền cái nhìn mới về dạ. cô Betty Dương chúng dạ. ta sẽ hỏi nói chuyện với cô về những vấn đề chiến được từ cuộc thi lần tới và dạ. chắc là cô cũng không nói hết nhưng mà cô sẽ có chiến lược gì và trong dạ. khi đó chúng ta cũng muốn có cuộc nói chuyện của khán giả với cô Mai Sinh nguyện thì cô dạ. Mai Sinh nguyện thì đang đang dẫn đầu dạ. thì dạ. nếu mà cô Mai Sinh nguyện có cảm thấy có hứng thú thì gọi Được. chúng tôi một tiếng và chúng Được. ta sẽ nói chuyện với nhau. Cả, cảm ơn cô. Vâng, vâng. cảm ơn quý khán giả đã cùng với chúng tôi chương trình sáng nay.